Sáng nay, buổi lễ khởi công đường Vành Đai 4 đã được Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng số của Đài. Được xem buổi lễ qua truyền hình trực tiếp, nhiều người dân rất vui mừng, phấn khởi và tự hào vì đã có đóng góp quan trọng vào công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên tại một số địa phương nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Những ngày qua, gia đình ông Huy ở thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang rất hào hứng chờ đợi ngày diễn ra lễ khởi công dự án đường Vành Đai 4. Và sáng nay, mặc dù còn gần 1 giờ nữa mới đến chương trình truyền hình trực tiếp về lễ khởi công, nhưng ông cùng một số hộ dân trong thôn đã tụ về để đón xem thời khắc diễn ra của buổi lễ trên sóng truyền hình. Để dự án đường Vành Đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được khởi công đúng tiến độ, gia đình ông Huy cùng nhiều hộ dân trong thôn đã đồng thuận rất cao trong việc thực hiện chủ trương của nhà nước về thu hồi đất thực hiện dự án. Gia đình nhà tôi thì tổng diện tích đường Vành Đai 4 vào là 155 m². Đến giờ phút này gia đình nhà tôi đã nhận đầy đủ số tiền, cũng rất là mong việc triển khai đường Vành Đai 4. Thứ nhất là đảm bảo về vấn đề tiến độ, cái thứ hai là đảm bảo vấn đề chất lượng. Gia đình tôi được 243 m², hiện nay đã nhận tiền. Hôm nay thì công trình được khởi công, thì như vậy là bản thân tôi và nhìn chung như vậy là nhân dân rất là phấn khởi để làm sao như vậy là con đường hoàn thành đi vào thông tuyến sớm. Nhận thấy ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, gia đình bà Nguyễn Thị Thám ở thôn Dũng Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu rất vui mừng, phấn khởi và đồng thuận rất cao. Ngay từ ngày đầu được biết thông tin dự án sẽ đi qua địa bàn xã, để dự án được khởi công đúng tiến độ đề ra, gia đình đã bàn giao gần 480 m² đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Những cái ngày mà trưởng thôn rồi phó thôn cho chúng tôi biết được tinh thần là mình phải thu hồi đất đấy để làm những công trình quốc gia đấy, thì tất cả những gia đình nhà tôi ở trên đấy là có 4 gia đình thì đều là hoàn toàn nhất trí và rất phấn khởi. Cái tâm tư của tôi giờ là rất hồi hộp, cảm thấy phấn khởi bởi vì là nhà nước mình thì bây giờ càng ngày càng tiến tới để làm những cái con đường để đi lại thuận tiện cho các tỉnh này đến các tỉnh khác. Không chỉ các hộ dân, ngay trong thời điểm diễn ra lễ khởi công dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, các ủy, chính quyền nơi dự án đi qua và các đại biểu tham dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên rất vui mừng, phấn khởi khi dự án chính thức được khởi công. Trong một năm qua, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực tập trung tài chính và mọi nguồn lực đáp ứng tiến độ đề ra, nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Về dự cái lễ khởi công đường Vành Đai 4 thủ đô Hà Nội đi qua địa phận của Hưng Yên, công trình này đi qua nó sẽ nâng cái tầm phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của tỉnh, của huyện. Đến giờ trên địa bàn xã là nhân dân đã cơ bản là chỉ gần 100% hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng cho dự án. Cùng thời điểm diễn ra lễ khởi công đường Vành Đai 4, công tác chi trả hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng ở Hưng Yên vẫn được tập trung cao độ với quyết tâm đến ngày 30 tháng 6 giải phóng mặt bằng vượt tiến độ 75% theo nghị quyết của Chính phủ. Hiện những hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng đang tích cực di rời cây cối, tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án.